Câu chuyện Sóc Con Trăng, rừng cây tanh mùi máu của tác giả Lâm Chương. Sóc Con Trăng, cái địa danh nghe lạ lùng, nằm về phía tây nam nước Việt, sát biên giới Việt Miên. Nếu so với ngàn xanh mênh mông, Sóc Con Trăng chỉ là một chạng trống rất nhỏ giữa rừng già thuộc mật khu Dương Minh Châu. Nhìn vào bản đồ quân sự, nơi đây có những vòng cao độ màu nâu thưa thớt, biểu thị một ngọn đồi thoai thoải. Ước hiệu bản đồ còn cho thấy có chừng vài mươi nóc nhà nằm rải rác trong khu vực, nhưng hiện tại Sóc Con Trăng hoàn toàn hoang dã, những nền nhà cũ của một thời xa xăm đã mất dấu. Sớm mai, đứng trên đồi nhìn ra bìa rừng, sương mù kéo một vệt dài trắng xóa như dải lụa bạch vây quanh chân đồi, che lấp cây xanh. Khi mặt trời vừa lên, sương tan rất vội, phút chốc cảnh vật hiện ra rõ nét, biến đổi không ngờ, rồi sương chiều lại tụ, lúc mặt trời chìm khuất sau rừng cây yên ả, cái yên ả điều hưu, giả tạm bề ngoài. Trời vừa chạng vạng, chim rừng thôi líu ríu trên cây, mặt đất bắt đầu nhá nhem bóng tối, thì từ trên đồi có những người đi xuống, xâm nhập vào rừng cây. Và ở một nơi bí mật nào đó, cũng có những kẻ âm thầm len lỏi, tiến sát về Sóc Con Trăng. Tất cả họ là loài săn mồi ban đêm. Trong im lặng của rừng già, ẩn giấu biết bao điều hiểm nguy bất chắc. Những đôi mắt mở trừng không xuyên qua được bóng tối, họ vận dụng khả năng thính giác, gióng lỗ tai nghe ngóng. Tiếng vỗ cánh của con chim đớp mũi cũng làm họ chú tâm lo lắng. Tiếng gãy đổ một cành cây khô cũng làm họ giật mình hồi hộp. Súng luôn mở khóa an toàn, trong tư thế sẵn sàng khai hỏa. Tử thần không bao giờ nhân nhượng cho kẻ vô ý để mình bị đối phương phát hiện trước. Khó có cơ hội rút kinh nghiệm bản thân để sửa sai sau lần đầu tiên lầm lỗi. Xác suất sống còn rất ít khi đứng trước tầm đạn địch. Một ngày giữa tháng Chạp năm 1968, tiểu đoàn Việt động quân chúng tôi được trực thăng vận vào vùng đất ấy, vùng đất mà thời bình không ai thèm mến mảng. Nhưng trong thời chiến, đó là một yếu điểm, các nhà quân sự muốn chiếm lấy ưu thế, trận học đối phương, và đối phương lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, họ muốn móc cái xương vướng mắc trong cổ để khai thông huyệt đạo từ Quảng Đức, Phước Long, Bình Long xuống Tây Ninh và từ Campuchia vào mật khu Dương Minh Châu. Thế là Sóc Con Trăng trở thành chiến địa, hai bên đổ máu, dành nhau từng thước đất trên ngọn đồi khô, đầy những cỏ dại phất phơ bông trắng. Phía trên đồi cũng chẳng có gì hơn ngoài loại cỏ chanh cao ngang bụng, trải dài ra tận bìa rừng. Ngày đầu tiểu đoàn đến đây, tình hình còn rất yên tĩnh. Có thể đối phương chưa kịp chuẩn bị để làm một cuộc tấn công, nhưng vẫn phải đề phòng bị đánh úp bất ngờ lúc tiểu đoàn đang chân ướt chân ráo. Các toán tiền đồn và tuần tiễu an ninh chung quanh khu vực hoạt động ráo riết, số còn lại lo ổn định vị trí, bắt tay vào việc đào công sự phòng thủ. Bộ chỉ huy tiểu đoàn đóng trên đỉnh đồi, ngay trung tâm cái mỏ ác của những vòng cao độ. Từ đó, có thể nhìn bao quát được các đại đội nằm bao quanh dưới lưng chừng đồi. Mọi người trong tiểu đoàn đều biết, nhảy vào Sóc Con Trăng là một thử thách lớn đối với địch quân, đông hơn rất nhiều. Hai công trường 7 và 9 của bọn Cộng sản Bắc Việt xâm lược đang áp sát biên giới. Phía bên kia phần đất Campuchia, theo cái công ước quỷ quái gì đó, cam kết hai nước không xâm phạm biên giới lẫn nhau. Bọn Cộng sản Bắc Việt lợi dụng lãnh địa an toàn này làm căn cứ hậu cần vững chắc, rồi đưa quân vượt sang biên giới đánh phá miền Nam Việt Nam, xong rút về bên kia dưỡng quân. Tiểu đoàn bị ngăn cấm tuyệt đối không được nã pháo qua Campuchia. Không có cuộc chiến nào quy định những điều bất lợi lạ lùng như thế, chịu thiệt thòi để giữ cái tình giao hảo của hai quốc gia. Thằng nào tức thì cứ chửi động, nhưng lệnh vẫn phải thi hành. Tòa án quân sự đang chờ đợi những ai vi phạm quân kỷ ngoài mặt trận để tống vào quân lao. Tên nào cũng ớn. Không qua được biên giới, người ta thả tiểu đoàn xuống Sóc Con Trăng, làm miếng mồi nhỏ, nhử đàn kiến lớn bu lại để tiêu diệt. Nhưng tiêu diệt bằng cách nào? Chỉ có mấy ông tướng tư lệnh quân đoàn, sư đoàn biết. Anh em lo ngại, không khéo, cả đơn vị sẽ phơi thây trên ngọn đồi này.
nếu đối phương quyết tâm áp dụng chiến thuật biển người, tiền pháo hậu sung. Trong pho chiến sử đã từng ghi lại các trận đánh đẫm máu lấy 10 đội 1, chỉ với mục đích làm bàn thắng, gây tiếng vang và mặc cả trên bàn hội nghị. Sóc Con Trăng có quan trọng đến mức đối phương phải trả cái giá quá đắt như thế hay không? Đâu ai biết. Dù gì đi nữa, một khi đã vào tử địa, không có con đường lựa chọn nào khác hơn là tử thủ, quyết liệt chiến đấu. Ai cũng muốn còn cái mạng trở về, dành sự sống trong nỗi chết. Câu nói hồi còn trong quân trường là châm ngôn duy nhất để giữ mạng mà thôi. Tôi là trung đội trưởng, một chức vụ nhỏ trong guồng máy lớn, chỉ huy hơn 20 tay súng, nằm tuyến đầu, trước mũi đạn, chịu cái gian nguy của một khinh binh, lại đèo thêm nhiệm vụ làm gạch nối từ đại đội trưởng xuống anh em binh sĩ. Sức ép của cả hai bên dồn lại, trung đội trưởng chịu đủ tiếng chì tiếng bắc, anh em binh sĩ bê bối, đại đội trưởng khiển trách trung đội trưởng. Công tác cực nhọc, hành quân không có lúc nghỉ, anh em cằn nhằn văng tục, trung đội trưởng nghe. Những khi rỗi việc ngồi tán gẫu, bạn bè nói đùa, ám chỉ trung đội trưởng là cầm cặp chó đái. Dù nói đùa, nhưng không phải không đúng. Làm trung đội trưởng chẳng ăn được cái dạ gì, chỉ khổ thân. Con nhiều cha tụ về một mối, mỗi người ương ngạnh một kiểu khác nhau, không dễ chỉ huy. 2 năm làm trung đội trưởng cho tôi nhiều kinh nghiệm đắng cay. Mềm quá bị coi thường lờn mặt, cứng quá gây bất mãn. Tốt nhất là hòa mình cùng anh em đồng đội, nhưng có lúc cũng phải mượn kỷ luật làm răn đe những anh ba gai hoặc tắc trách trong nhiệm vụ. Hoàn cảnh gia đình để lại sau lưng, về đây làm những đứa con trung đội, chịu chung một tình huống, bỏ đi những tị hiềm dị biệt, nương tựa vào nhau mà sống, tương trợ nhau mà đi qua những cơn lửa đạn, không ruột thịt cũng thành thân thiết. Đêm chiến hào, khung đầu trong nón sắt, chia nhau từng hơi khói thuốc, rủ rỉ kể cho nhau nghe nỗi niềm tâm sự. Cha mẹ, vợ con, người yêu bé nhỏ đang chờ đợi nơi phố thị đông người hay một miền quê nghèo nàn hẻo lánh nào đó. Và như thế, đơn vị phòng thủ kịp thời chuẩn bị tác chiến trước khi địch quân tiến đến gần kháng tuyến chính. Trong trận mạc, người ta chấp nhận hy sinh một số nhỏ để bảo toàn lực lượng lớn. Đóng quân ở những vùng bị áp lực địch nặng nề, dù là thằng to gan, nhưng tới phiên vác ba lô, xách súng đạn đi làm tiền đồn cũng lạnh cẳng. Anh em trong đơn vị thường nói năng lỗ mãng, tưởng có thể ghét bỏ hại chết đời nhau, nhưng thật ra đó lại là điều thể hiện sự gần gũi thân tình của những thằng đi trận. Đặt cho nhau những cái biệt danh quái gở để cười vui, dần dần biệt danh trở thành quen thuộc, không gọi nhau bằng cái tên chính thức nữa. Thằng Công Khinh Binh, biệt hiệu Công Ngũ. Thằng Đức mang súng phóng lựu M79 gọi Đức Cạp. Thằng Điền tiểu đội phó là Điền Đô. Thằng Mai phụ xạ thủ Đại Liên, những lần về phép hay la cà nơi các động mãi dâm, anh em đặt Mai ghế. Thằng Ti vác Đại Liên, thường khoe con cu của nó là một vưu vật lý tưởng trên đời, nên được tặng danh hiệu Ti Cai Dù. Những biệt danh này được hiểu theo nghĩa nói lái, còn có những biệt danh chỉ đặc tính, như thằng Minh mang máy truyền tin hay đánh cháo bài ba lá gọi Minh Điếm Chảy. Thằng Nhân cấp bậc hạ sĩ viết thư về cho vợ chưa gửi đi bị anh em coi lén, thấy nó thay chữ ký bằng 4 con bài cơ rô chuồn bích, từ đó anh em gọi nó là Nhân Tứ Ách để phân biệt với Nhân Súng Cối. Thằng này hay chữ thề nên có hỗn danh Nhân Đù. Thượng sĩ trung đội phó trước kia thuộc sư đoàn 25 bộ binh, sau đổi qua biệt động quân, mang danh Mai Trò Gãi. Mới đầu tôi không hiểu ý nghĩa của cái tên kỳ lạ này. Anh em giải thích, Mai Trò Gãi là tiếng lóng của dân bụi đời, chỉ con số 25. Đêm Sóc Con Trăng, trời se lạnh, trăng mù sương ẩm đục màu sữa, không gian chìm lắng, tiếng côn trùng sầu não bãi tha ma, thỉnh thoảng nghe khoen dây súng khua lách cách của đốc canh đi kiểm soát lính canh dọc tuyến phòng ngự. Những anh em khác cuộn mình trong tấm poncho ngủ mê mệt sau một ngày vất vả. Nửa khuya, tiểu đoàn báo động giả, tập phản ứng cho quen với vị trí phòng thủ mới,
Hỏa châu cháy rực bầu trời, chói lòa xuống mặt đất, soi rõ từng bông cỏ dại trên đồi. Chúng tôi ngồi dưới hố cá nhân, đầu đội nón sắt, mình mang dây ba chạc, đeo túi đạn, tay súng trong thế tác chiến. Bên ngoài vòng đai, đạn pháo nổ quanh trên đồi như sấm sét, tưởng khó có một ai vượt qua làn ranh đạn pháo mà còn toàn vẹn. Đưa tiểu đoàn vào đây, người ta đã dự trù một trận đánh lớn, nằm trong cái thế bị tấn công bất cứ lúc nào. Tiểu đoàn được ưu tiên hỏa lực pháo binh, tất cả những căn cứ trọng pháo trong tầm tác xạ lúc nào cũng hướng súng về Sóc Con Trăng, sẵn sàng yểm trợ. Ngày nào tiểu đoàn cũng mở những cuộc hành quân cấp đại đội quanh khu vực Sóc Con Trăng và dọc theo biên giới, chẳng thấy bóng đối phương, nhưng ngày nào tiểu đoàn cũng bị pháo kích 2-3 lần, nhất là những khi có chuyến không vận tiếp tế vào Sóc Con Trăng. Trực thăng vừa chạm mặt đất, pháo rót tới liền, quân tiền sát của địch vẫn bám sát đâu đây. Rừng rậm quá, khó phát hiện được vài ba tên tiền sát ẩn núp giữa ngàn xanh, mỗi lần pháo chừng 5-7 quả, súng cối 82 ly từ bên kia biên giới bắn sang. Tiểu đoàn vô phương phản pháo, tuyệt đối tuân hành cái lệnh không xâm phạm biên giới giữa hai nước, đành ôm đầu máu, chịu trận. Campuchia là nước trung lập, nhưng lại đi chứa chấp mấy sư đoàn bọn giặc cướp Cộng sản Bắc Việt xâm lược. Thật chó má, anh em gào cái tên Sihanouk mà chửi. Đêm nghe tiếng côn trùng rỉ rả bãi tha ma, ban ngày là thế, ban đêm cũng chẳng yên, vài đêm lại có đụng độ ngoài các toán tiền đồn. Nhiều khi địch len lỏi qua khỏi tiền đồn, bắn vào vị trí phòng thủ. Tình trạng báo động liên miên, nón sắt và súng đạn đeo dính bên người, hỏa châu soi sáng và pháo yểm ầm vang một góc trời. Tinh thần anh em sa sút trầm trọng, mệt mỏi, chán chường. Ba ngày Tết của năm 1969 trôi qua trong quên lãng giữa rừng già. Dù chỉ mới có những cuộc chạm súng lẻ tẻ, nhưng tiểu đoàn đã tổn thất khá nhiều do pháo kích. Tiểu đoàn trưởng gọi về Bộ Tư lệnh xin ra khỏi vùng hành quân Sóc Con Trăng, nhưng được trả lời rằng chưa cần thiết tiểu đoàn có mặt ở những nơi khác. Nghe thế, mọi người đều bất mãn càng chửi thề. Trung đội tôi, bây giờ thằng nào cũng bắt chước nhân đù, mở miệng ra là có đù mẹ, đéo bà, nghe mãi thành nhàm tai. Sau một tháng trời ở đây, quân số tiểu đoàn hao hụt, lớp chết, lớp bị thương. Bổ sung tân binh, mặt thằng nào cũng ngơ ngáo, chưa quen chiến trường, mỗi lần bị pháo, những tân binh quýnh quáng đến tội nghiệp. Trận đánh lớn, trước sau gì cũng không tránh khỏi. Mới đầu mọi người còn lo âu, nhưng thời gian thấp thỏm đợi chờ với những cơn mưa pháo hàng ngày, những đụng độ lẻ tẻ về đêm, làm anh em mệt mỏi nên đâm liều, muốn đánh nhau một trận cho xong. Ra sao thì ra, không có gì khổ cho bằng chờ đợi trong tinh thần căng thẳng. Pháo bắn vòng cầu từ trên trời rơi xuống, rớt trúng cái hố nào, người trong hố đó vong mạng, chui rút trong hang cũng cảm thấy không an toàn. Mỗi lần nghe bên kia biên giới có tiếng vọng của súng cối, chúng tôi chạy vội về vị trí của mình, nhảy xuống hố ngồi nín thở. Cũng vừa kịp lúc đạn pháo nổ vang động cả vùng đồi Sóc Con Trăng. Những lần núp pháo như thế, tôi thường trấn an bằng điếu thuốc, phó mặc đời cho may rủi. Để tránh bớt thiệt hại vì pháo, tiểu đoàn giảm quân số phòng thủ trên đồi, ban ngày tung các đại đội ra hoạt động chung quanh, ban đêm rút quân về, chừa lại một đại đội đóng quân lưu động trong rừng. Kế hoạch này có cái lợi, nếu địch tấn công mạnh vào tiểu đoàn, thì đại đội lưu động sẽ đánh bắt hậu đối phương. Vòng đai phòng thủ bây giờ thưa hơn, chỉ có 3 đại đội, nhưng bù lại, đạn dược dự trữ được tăng cường tối đa. Mỗi hố cá nhân chứa sẵn một thùng 24 quả lựu đạn và 2 thùng đạn nhỏ 1.000 viên. Với số đạn này, có thể bắn suốt đêm không lo bị thiếu. Các sĩ quan trong tiểu đoàn được dặn dò nhắc nhở anh em binh sĩ phải hết sức đề phòng. Ý định của đối phương là quân cho tiểu đoàn mệt mỏi rồi sinh ra lơ là trên mạng, đến một lúc nào đó sẽ bất ngờ đánh úp, diệt gọn tiểu đoàn. Lời dặn dò này không có tác dụng gì cả, anh em chỉ mong sớm rời khỏi Sóc Con Trăng. Một đêm, cuối tháng giêng, trời đất lờ mờ,
đứng trên đồi nhìn ra bìa rừng, chỉ thấy viền cây tối ám, chắn dưới chân trời mù đục âm u. Mọi người giật mình choàng tỉnh, đơn vị bị pháo dữ dội, không phải bằng súng cối 82 ly, mà bằng nhiều khẩu đại pháo từ bên kia biên giới bắn sang. Đồng thời các toán tin đồn báo cáo, trong rừng có nhiều tiếng động bất thường. Tiểu đoàn ra lệnh, thu hồi gấp rút tin đồn trở về, tăng cường thêm quân số phòng thủ. Đây là lần đầu tiên địch pháo kích ban đêm, cường độ pháo thật khủng khiếp, nhưng một nửa đạn pháo lọt ra ngoài kháng tuyến. Tuy thế, mặt phòng thủ phía đông cũng tan nát, gần như tê liệt. Nhiều người chết và bị thương, tiểu đoàn cho trung đội trừ bị từ đỉnh đồi xuống chám ngay lỗ hổng phòng tuyến. Hỏa châu sáng rực bầu trời, cùng lúc với pháo yểm cho tiểu đoàn, vây một hàng rào sấm sét quanh chân đồi. Dưới ánh sáng hỏa châu, lớp lớp địch quân liều chết xâm qua lằn ranh đạn pháo và vẫy ngột khi chưa tới được phòng tuyến. Một trận thư hùng chờ đợi bấy lâu, có phải là đây? Tôi bắn liên thanh, rà đạn sát đất, lựu đạn ném ra, cản bớt lớp người xông tới, mùi thuốc súng nồng lên mũi. Tôi thở hổn hển, tinh thần căng thẳng cùng tột, hai bàn tay run lẩy bẩy mỗi lần rút chốt lựu đạn. Trước khí thế cường địch, tôi mất bình tĩnh. Tôi nghe nhiều tiếng la, xung phong, giết! Tiếng giết kéo dài đẫm mùi máu, làm rợn xương sống. Giờ phút này, không bỏ chạy đi đâu được. Thằng nào phóng lên khỏi hố cá nhân là tự phơi thân cho địch bắn. Chết sống gì cũng phải nằm lại đây, và bắn, và tung lựu đạn. Dọc theo công sự phòng thủ, nhiều chỗ bị B-40 phá tan banh bao cắt chắn đạn. Nếu cứ cái đà xung phong ồ ạt này tiếp diễn mãi, địch quân sẽ tràn ngập vị trí. Sau mấy đợt xung phong, không chọc thủng được phòng tuyến, đối phương ngừng tấn công, chỉnh đốn lại hàng ngũ. Trong khi đó, chúng tôi chịu thêm trận pháo thứ hai của địch, từ bên kia biên giới rót sang, khốc liệt hơn. Lần này, đối phương điều chỉnh lại tọa độ thật chính xác, pháo rớt ngay đỉnh đồi, bộ chỉ huy tiểu đoàn lãnh đủ. Tôi bò đi kiểm soát từng hố cá nhân, dọc theo phòng tuyến trung đội, những người tử thương được lôi ra khỏi hố cá nhân, tôi điều động anh em khác thế vào, những thương binh phải tự băng bó vết thương của mình, y tá trung đội đang quằn quại trên vũng máu, thằng Ngô tân binh, nó đang hấp tấp nạp thêm đạn vào các băng trống. Tôi hỏi, trung sĩ Nẫm bỏ phòng tuyến đi đâu rồi? Nó không trả lời, đưa ngón tay chỉ qua hố bên cạnh. Một cái xác úp mặt, nằm nửa trên, nửa dưới hố cá nhân. Tôi trấn an, mày đừng di chuyển khỏi chỗ này, cứ ngồi đây, không sao đâu. Tôi tiếp tục bò đi kiểm soát trung đội, gặp tiểu đội phó, tôi dặn. Trung sĩ Nẫm tiêu tùng rồi, mày ráng lo cho anh em tiểu đội. Tôi chưa kịp quay về vị trí, đối phương mở cuộc tấn công lần thứ hai, tôi nhào xuống cái hố của một thương binh. Thằng này không còn đủ sức chiến đấu nữa, tôi giật cây súng, đẩy nó ngã lăn ra phía sau lưng. Bị chạm vào vết thương, nó đau đớn kêu trời. Tôi không còn thì giờ quan tâm đến nó. Trước kháng tuyến, từng đợt xung phong, tôi bắn như điên khùng. Lựu đạn nổ sát phòng tuyến, lớp này gục xuống, lại thấy lớp khác tràn lên. Sau lần thứ nhất bị tấn công, nhiều người trong đơn vị bị loại khỏi vòng chiến. Quân số khiển dụng còn lại ít hơn, khả năng phòng thủ cũng yếu hơn. Tôi lo phòng tuyến bị vỡ. Theo kế hoạch dự trù, khi đối phương tràn ngập vị trí, pháo binh sẽ bắn nổ trục ngay trên đầu. Đạn nổ cao, cách mặt đất 15 thước, miệng pháo tạt xuống, mà miệng pháo thì đâu có phân biệt bạn, thù. Và như thế, hai bên cùng chết. Không biết phía bên kia đồi, phòng tuyến bị vỡ hay chưa? Đơn vị còn cầm cự được bao lâu? Trước sau gì cũng bỏ mạng trên ngọn đồi này. Mồ hôi tôi ướt mặt, bị đẩy tới đường cùng rồi. Tôi bắn, tôi ném lựu đạn, tôi thở dồn dập, tôi cắn răng. Hình như tôi có gào thét những tiếng vô nghĩa gì đó. Tao chết thì mày cũng phải chết. Thiên địa đêm nay nhập lại, bạn thù chung cuộc tử sinh. Đang trong tình trạng tuyệt vọng, bỗng có tiếng phản lực cơ gầm rú trên không. Lẫn trong tiếng súng, tôi nghe nhiều tiếng la mừng rỡ của anh em đồng đội. Trái bom napalm đầu tiên trải một thảm lửa dưới chân đồi. Đối phương núng thế thấy rõ. Chúng tôi lên tinh thần,
chiến đấu bình tĩnh và có hiệu quả hơn. Trước phòng tuyến, địch quân dội ngược, những trái bom tiếp theo làm thành vòng đai lửa sát bìa rừng, quanh đồi Sóc Con Trăng. Phi tuần phản lực vừa dứt thì trực thăng vào vùng, rocket và đạn liên nã xuống những luồng đạn lửa, phòng không của địch bắn lên, đạn lửa vẽ lên bầu trời những lằn đỏ đan chéo vào nhau. Tôi thấy nhiều tên cộng sản Bắc Việt kinh hoàng quay lưng, chạy tháo lui. Nhưng bọn chúng không còn cơ hội thoát thân nữa, tất cả đều ngã xuống trước tầm hỏa lực từ phòng tuyến bắn ra, trực thăng bắn xuống. Đối phương đang lo chống trả với những con diều hâu hung dữ, không còn áp đảo tiểu đoàn. Súng phòng không hướng lên trời, hỏa tiễn AT-3 nổ lùm bùm trên không như pháo bông ngày lễ. Từ máy truyền tin, tôi nghe ông tiểu đoàn trưởng điều động đại đội đang nằm trong rừng, dàn quân làm nút chặn, ngăn đường rút lui của địch. Từ giờ phút ấy trở đi, truy địch là nhiệm vụ của không quân. Nhiều phi tuần phản lực lên vùng oan kích. Tôi nghe tiếng bom gầm càng lúc càng xa dần về phía biên giới. Sáng ra, khi đang bận rộn sắp xếp việc tải thương, tôi chợt nghĩ đến thằng Ngô Tân Binh. Ngó quanh, không thấy. Tôi hỏi tiểu đội phó của nó, thằng Ngô đâu rồi? Tiểu đội phó chỉ vào tấm poncho đậy tử thi. Nó không chờ cái giấy phép mà tôi đã hứa cho về thăm nhà sau khi rời Sóc Con Trăng. Nó đi trước bằng con đường khác. Mặt trời lên cao, những chuyến trực thăng tải thương đã hoàn tất. Quang cảnh trên đồi trông điêu tàn thê thảm. Công sự phòng thủ bị phá vỡ nhiều nơi. Phong xô, nón sắt, quần áo vấy máu còn bỏ rải rác. Chẳng ai buồn dọn dẹp. Người nào cũng xác xơ tơi tả, mệt mỏi bơ phờ. Trời đứng bóng. Phái đoàn của những ông lớn xuống Sóc Con Trăng thị sát chiến trường. Họ mặc đồ nhà binh ủi hồ thẳng nếp, mắt đeo kính râm, tay cầm ba tong, đi dọc theo phòng tuyến. Họ chỉ trỏ, bàn tán với nhau, không hỏi han hoặc nói chuyện với anh em chúng tôi. Họ cho ông tiểu đoàn trưởng biết, theo tin tình báo, địch đem ba tiểu đoàn công hãm Sóc Con Trăng. Giờ này, biết điều đó cũng vô ích. Tin tình báo bao giờ cũng là tin trễ. Các ông lớn rất chú ý đến con số thương vong của địch bỏ lại ngoài vòng đai, và một số khác bỏ thay trong rừng chưa kiểm được. Còn tổn thất của tiểu đoàn, họ không mấy quan tâm. Lúc họ đi khỏi, thì trực thăng, đại lực sĩ ngựa trời, cầu hai chiếc xe ủi đất màu vàng đem đến Sóc Con Trăng. Một chiếc ủi những cái hố dài sát bìa rừng, chiếc khác ủi xác người hất xuống hố. Họ rải lên xác một lớp bột sát trùng màu trắng và lấp lại. Hai chiếc xe ủi chạy tới chạy lui nện bằng mặt đất. Thời gian sẽ làm cỏ tranh mọc cao lên trên những nấm mồ tập thể, như những cái nền nhà cũ của một thời xa xăm đã hoàn toàn mất dấu. Sớm mai, đứng trên đồi nhìn ra bìa rừng, vẫn thấy sương mù kéo một vệt dài trắng xóa, che khuất ngàn cây. Mặt trời lên, sương tan, cảnh vật hiện ra rõ nét. Một vạt rừng bị cháy nám, nhiều nơi cây cối xác xơ gãy đổ, thiên nhiên bao giờ cũng im lìm và tự làm lành những vết thương. Chỉ có con người, khi đã mất mát thì không thể nào tìm lại được sự bù đắp. Những ngày sau trận đánh, chiều chiều, ông thượng sĩ già trung đội phó Mai Chào Gãi thường đứng bâng khuâng trên đồi Sóc Con Trăng. Ông là người nùng Việt Bắc di cư. Tôi hỏi, có phải ông đang nhớ về rừng núi Lai Châu? Ông cười buồn, hỏi lại tôi câu khác. Thiếu úy tin con người có linh hồn không? Tôi nói, tôi tin. Tôi cũng tin thế, những chiếc nón sắt bỏ lại của người ra đi, hình như còn phảng phất, linh hồn của anh em vẫn vương chiếc nón. Ông đưa ngón tay chỉ. Thử chú tâm, nhìn cái nón sắt lật ngửa đằng kia. Nhìn nó, tôi nghĩ đến người ra đi. Không cảm nhận được gì khác. Không, tôi lắc đầu. Ông bảo, tôi có cảm giác rất mơ hồ rằng, linh hồn anh em vẫn còn quanh đây, trên ngọn đồi này. Sau một hồi trầm ngâm tư lự, ông nói, hồi trẻ, tưởng điều gì cũng biết. Khi về già, thấy rằng có những điều mình không thể hiểu. Ông muốn nói vấn đề gì nữa đây? Bao nhiêu năm đi lính, sát phạt đã nhiều, những người chưa từng quen biết, không hề ân oán. Vừa chạm mặt là ra tay bắn giết nhau, nghĩ cũng lạ, chẳng biết phía bên kia họ có thù mình không? Tôi nói, ông thắc mắc những vấn đề kỳ cục, cứ hãy tưởng tượng, vào thời Trung Cổ,
người ta đưa hai tên giác đấu lên đài với điều kiện sau trận đấu chỉ còn một tên được quyền sống sót. Đặt mình vào hoàn cảnh tên giác đấu, ông phải làm sao? Thượng sĩ Mai chò gãi khẳng định, giết đối thủ. Đấy, những thằng đi trận của cả hai phe đều ở vào cái thế của tên giác đấu. Mình không giết nó giết mình, đâu cần chi phải hận thù. Sài Gòn trong tôi, Lâm Chương.